Trung Quốc anh. Ủa ôi, cái này 100 cân à? Giữ được một tay luôn này. Quá khỏe mọi người nhá. Rồi, ok, mình sẽ thử xem mình có giữ được 100kg bằng một tay không nhá. Ok, vậy là mình đã chinh phục thành công việc giữ 100kg bằng một tay. Đây là một kỹ thuật rất khó, vậy nên là mọi người tránh học theo dưới mọi hình thức nha. Và đây là anh giáo vật lý đến từ team Asura Calisthenics. Đẹp kia này vào thì lăn hết bụng luôn, mình cảm ơn các bạn. Yeah. Woo. Like that, baby. Quá khoai. Wow. What? No. Rồi, go. Ah, yes. Xong rồi.